Rất đông nha. Bự đá, bự đá. Ủa phóng ra thấy không? Đó, cá này nhiều lắm thấy không? Nãy giờ dính cá này nè. Đó. Con đó mới bự đó. Đưa đầu lên liền á. Rất đông nha. Nãy mới xách theo hai lon bia rồi có hứng hứng đồ. Ôi trời ơi, cái vợt kiểu gì vậy? Rồi, kiếm cá lóc thôi chứ cá rô vớt lọt sao. Kìa lắng cót kìa, có cái lỗ không? Ồ đúng rồi, nó lóc lên đó, nó tới đó nó không có đường qua. Trong xuồng nhóc trơn kìa, không phóng vô nãy giờ đó. Bự đá, bự đá. Con ở đằng kia nữa, ngay đó đó, bóp cái nữa. Đâu đó đó, tôi thấy chuối đâu 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 ngay cái lỗ đen đó, mở đi. Chứ con đằng này là con nhỏ đúng không? Xa xa ngoài một chút rồi. Kỳ vậy, quẩn nó có gan rồi. Lo tôi nhìn con kia không? Ừ. Gượt con bự không gượt, gượt con nhỏ. Con mắt để ý con phía à. Ừ. Mập chưa? Đã có xuồng em chịu chưa? Một chút đổ cá vô, bà chạy về đi, ông đà bê cho tôi xịt cho. Xịt quần nữa mới dính chứ quần này không dính nhiều đâu. Ừ, quần sau mới dính nhiều. Đổ cá gì cái đó, ổng chở, ổng đưa làm sao, tôi chở về luôn á. Ủa, phóng ra thấy không? Về luôn. Ừ, cô vô chở đi, để cái bao này hồi đi về sau. Đó, đưa đưa rõ ràng luôn đó. Ảnh ảnh nhảy lên mà ảnh yếu xìu. Ê. Lật đồng, lật đồng, lật đồng, lật đồng. Bự cái gì? Đó ơi. Chừng cá bự đó, cá bự đó, cá bự nó lên không nổi đó. Bấm chưa tới người ta hả? Ở dưới á, nó tát lên thì nổi á. Trời, cái lưới đứt luôn. Không xác định được. Ý, lên tim ở đây phải không? Xích vô, xích vô, xích vô. Không phải. Nhỏ, cá này là cá gồng gồng nè, mới lớn đó. Nhiều lắm, có gồng gồng đi, nhỏ nhỏ như là cá này nhiều lắm phải không? Nãy giờ dính cá này nè. Cái vợt gì đó. Mày á. Cá mà tới cái vợt gách luôn. Từ lương hết trơn. Chụp phi, phi. Sao nãy giờ mình thấy cá nó lên ngọt quá ta?
thì nó ngay cái dòng điện lại lên nè. Việc điện tử là chập lại là bóp cái là nó bóp liền, nó đâu có cho quẹt được. Tại nó làm có một chế độ chứ, nó làm hai chế độ, một vợt với hai vợt là cứ thoải mái. Cà phê đó lóc hả phi? Lóc chị là hút luôn rồi, tôi thấy nó chạy qua dưới đây lượn xuồng rồi. Nó xuống cái lượn xuồng rồi. Phi. Đó. Con đó mới bự đó. Đưa đầu lên liền á. Nổi không? Lên cá anh em ơi. Trời nó bự. Đấy, con này bự mà mập hơn con nãy á. Hơn nửa ký chứ. Con này. Ừ. 600-700 gram á. Giao phải có cá khủng đồ gì chứ. Cá lóc đó nha, cá lóc đó nha. Đó. Thấy rõ ràng mà. Chui lỗ ha. Ê. Cái nó đi, tôi kêu nhiệt tình đi. Không chừng hai con đó luôn đó. Nó gình gình nó chui vô đó nó trốn. Nhiều lắm, thấy vậy chứ nhiều lắm rồi đó, dân chơi nhiều hơn hồi bữa luôn rồi đó. Mình để bao năm mà. Ừ. Để cho đó nó tự kích được. Ừ, nó tự nhấp nó mới lên. Chế độ này là dành cho là chế độ dành cho dân mới tập chơi. Chưa biết nhấp tay. Đâu? Nghe cái ực mà tôi đâu có thấy nó quặn đâu. Chút rồi tôi chở cái thùng nó về sao mà sao mà tôi thấy ta thiên cứ nổi ta. Lắm mà. Ồ, vậy là nãy giờ không chừng mấy con ực ực là nó nằm dưới đó. Đâu lên nổi đâu. Không chút xíu bà đổ cái bao, bỏ vô cái bao nè, bà bỏ lên xe bà chạy về đi. Gọng đi chứ để nó yếu. Chở cái thùng được, chở cái bao. Đó. Nó đó. Nó đó chứ không đâu chứ. Trời ơi. Chứ gam phải vậy rồi chứ. Đâu mà em. Đâu mà chạy đâu, chạy đâu. Mình dằn thịt dằn éo nè. Nó chạy trước. Lắng tai nghe nha, cái ực cái là mò nha. Nước sống hay gì vậy? Cái lỗ đó không chừng có con cá được. Đó, đó, đó. Đâu rồi em? Trời ơi, đâu gì? Hỏi thăm gì tờ mày ơi. Siêu to, siêu to. Mà hơi ốm, cá này ốm ốm là mấy con cá mới đẻ. Cái bèn gồng nhỏ nhỏ nãy đó gì đó. Tối về tìm pha lông bát cho. Ừ. Cũng pha lông bát nữa.
Không có chặt nước. Ê, đâu vậy, đâu vậy? Đợt này nhiều ta? Toàn là mấy em này, là mấy em này là mấy em mẹ gồng gồng không nè. Bởi vì nó mấy con cá nhỏ nhỏ mới nhiều đó. Cá lóc chạy tới hàng trước đó. Ừ, cá phi lên ầm ầm nó thấy được gì đâu.